Đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Trọng Hải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn, vừa tiến hành kiểm tra làm việc với lãnh đạo chủ chốt thị xã Sapa về công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn. Theo báo cáo của Ủy ban nhân dân thị xã Sapa, tình trạng vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng trên địa bàn vẫn diễn biến phức tạp. Từ đầu năm đến nay, chính quyền, lực lượng chức năng đã kiểm tra phát hiện 8 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng và 46 công trình xây dựng vi phạm, lập 44 biên bản vi phạm, xử phạt trên 270 triệu đồng. Về quy hoạch, cùng với triển khai quy hoạch chung xây dựng khu du lịch quốc gia Sapa đến năm 2040, thị xã cũng đang chỉ đạo triển khai quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị với 35 đồ án. Tại hội nghị, lãnh đạo thị xã Sapa, các phòng ban nêu những khó khăn vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng đô thị, xử lý xây dựng nhà trái phép trên đất nông nghiệp. Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải yêu cầu Ủy ban nhân dân thị xã đôn đốc chỉ đạo các xã phường tăng cường công tác phối hợp quản lý, rà soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, không để chậm trễ, quản lý chặt chẽ hơn nữa, không để xảy ra vi phạm trong vùng đã có quy hoạch. Về trật tự đô thị, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp gây mất trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, ô nhiễm môi trường. Trước đó, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Trọng Hải cùng đoàn công tác đã đi kiểm tra thực tế tại các phường Cầu Mây, Phan Xipang và Âu Quý Hồ.